Vâng, và sau đây mình đang trên con đường ra về đây. Và đấy mình đã dẫn các bạn đó đi tham quan cái cảnh rất là tuyệt vời. Phải nói là rất là tuyệt, rất là đẹp. Đây mình đang trên con đường về. Rồi cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại. Để mà các bạn xem video mới nhất của mình thì các bạn hãy đăng ký hay là subscribe và like cho kênh của mình nha. Xin chào, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.